Ừ. Đó. Rồi, tươi đẹp chưa? Trước mình đi được cái hoa ở chỗ nào mà đẹp lắm ở đằng trên kia có bây giờ anh đường này không đẹp nữa rồi. Mình ra cái bông hoa này đi, đi bông hoa này. Những cái chụp ảnh đứng ở đây có chụp không? Hả? À, thì đứng ở trước là có chụp ảnh. Chưa không? À đây đây. Ủa đứng, đứng ở đây có chụp ảnh đó, đứng ở đây này. Tí, đây có chụp cô nha. Thôi uống cần. Ok. Được rồi. Đứng đứng đây, đứng chỗ này nữa. Đứng trên cái nắp ống này được. À. Gần nhá, chào gần gần nhá. Ok. À đây, đứng đứng ở trên cái bông hoa này. Đó. Nào. Nào. Ok. Ok. Quay mặt đấy, nhìn vào đó, nhìn vào. Ở này chuyện gì? Đây, nó đẹp. Để xem bông hoa đẹp nhỉ. Chỗ này là nhốt mình đi. Chỗ này là nhốt mình đi. Cẩn luôn. Nào đi, đi ra bông hoa lúc trước đi. Rồi. Vào đến bay vào những con chụp bố. Lúc nữa bố cho chụp nhé. Lúc nữa. Lúc nữa, ok. Nào thả tay vào tin rồi. Thả tay vào để bố chụp ảnh. Chụp ảnh. Bám bám người bố được rồi. Gì ơi. Chơi như này á? Mình cười nhỉ? Chơi như này à? À đẹp thế. Tin ơi. Tin ơi. Đây đây. Đây để bố chụp nào. Ta đang ra cái gốc cây lúc trước, bố muốn chụp cái cây hoa đấy, chụp tiếp cái cây hoa đấy, chờ bố đã. Thì chúng mình đi về. Đấy, sau đây là bố con mình đi về. Ta ra chụp cái hoa lúc trước đẹp đây này. À,
đi đi. Ừ, được áo búa nữa. Người ta nhìn người ta cười kìa. Người ta nhìn người ta cười đấy. Thật mà. Đấy, đây này. Đây là cây hoa này này. Hoa này. Tìm đứng đây, bút chụp ảnh, đứng đây. Đứng đây thôi. Nào, biến hình, biến hình. Ờ. Biến hình. Ok. Ờ. Của ai đấy? Của ai nhặt của người ta đấy? Người ta đang chơi. Người ta đang chơi à? Ok. Ừ, không biết của ai nhặt được. Bán đồ đâu? Hả? Bán đồ đấy làm gì? Đi, bây đi đây. Đi. Đây đi, mẹ phía đằng kia cả. À. Đây, nó bố xem bản đồ rồi bố chọn qua này. Bố nha. Ừ. Thôi bố xem bản đồ đi. Ừ. Nhà nào đâu? À, tôi biết rồi. Nhà nào đâu? Về nào chứ nào? Nào ở chỗ đây đó. Ừ, chỗ đấy. Ừ. Đây là cuộc sống thôi. Ừ. Bây giờ bố con mình đi thẳng ra kia được. Con biết à? Bây giờ mình đang ở đây, mình đang ở đây. Đây nhá, bố bảo này. Bây giờ mình đang ở chỗ này. Bây giờ mình đi về phía cây cây này này. Là được. Thế bây giờ là mẹ đang kia, bây giờ đi thẳng ra này ra đấy. Đi thẳng mấy đường này nữa. Ừ. Nó làm gì đây? Đấy, đang chụp ảnh đây. Ừ. Có chụp bản đồ này đi. Ừ, bản đồ không có chụp. Đây. Con biết rồi. Con nhìn mấy cây xanh này nè. Con nhìn thấy mấy cây xanh kia không? Ừ. Cây xanh kia không? Đấy, mẹ đang thảo đằng cây đường đấy, mình đi thẳng đấy là được. Đây cái tháp kìa. Đồ cổ mố kìa. Ơi. Đó. Bố, đây là cái gì này? Đó. Đây là gì này đây? Cái đây cái nhà. Cái nhà lăn nó xuống ở kia rồi nhìn thấy. Cái nhà thôi, cái gì đâu. Đi. Tí nữa đi về phía này. Hả? Ờ, nhiều hoa nhưng mà bây giờ tùy theo hoa, có hoa bây giờ nó không nở. Bây, bây, bây nhìn này. Đó.